Xin chào quý vị khán giả của báo Giáo dục Việt Nam. Hôm nay Istam được buổi giao lưu trực tuyến với báo thì cũng có một món quà nhỏ nhỏ để gửi đến quý vị, cũng như là để bày tỏ cái lòng biết ơn đối với quý vị trong thời gian qua đã dành tình cảm cho Việt và Istam. Và sau đây thì Việt sẽ và Istam sẽ nói chung là Istam sẽ hát một ca khúc để gửi đến quý độc giả, và sau đó là một cái gì đó vui vui và để cho dành cho mọi người xả stress trong những giờ làm việc căng thẳng. Và cũng hy vọng là mọi người đừng nghĩ Istam dùng clip này để làm mục đích gì, và hãy suy nghĩ về cái đích thực nhất có thể. Mình xin cảm ơn tất cả quý vị, và sau đây Istam sẽ gửi quý vị ca khúc Mây Trôi. Ca bắt buộc thì là Mây Trôi. Ngầm một tiếng chờ hai tiếng đời ba bốn tình chờ sao chẳng thấy xa xôi em ơi, anh vẫn đợi mới trôi chim xa tan tính thời cảm nào ra tí gì mày đồng một tiếng trống hai tiếng cả tí phương hai bèo giọt mây trôi rốn xa xôi em ơi, anh vẫn đợi bèo chim trời sao chẳng thấy em. Xin cảm ơn quý vị cho ca khúc không quên là xin một quý bảo bài và vì đây là một nhé. Đây là một bài hát rất bất ngờ, mình cũng không có tập trước để làm như này. Đây là thực ra là một cái sự chung là phản ứng của Ben thôi, cho nên là cũng có những cái sai nọ sai kia, mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn. Cái này